Chiều qua ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ đánh giá kết quả và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận thống nhất của nhân dân, qua gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa. Tổ chức sản xuất từng bước có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh tế hợp tác thường xuyên được quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, ngày càng có nhiều đổi mới, hiện đại, chất lượng được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, quốc phòng không ngừng được củng cố. Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69% so với mục tiêu giai đoạn là 80%, trong đó có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 66,7% so với mục tiêu giai đoạn là 45 xã. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó huyện Châu Thành có 2 xã, đạt 44,4% so với mục tiêu giai đoạn là mỗi huyện, thành phố có 1 xã. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong năm huyện, thành phố Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và Bình Đại dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đa số các huyện đạt cơ bản từ 3 đến 5 tiêu chí so với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ước đến cuối năm 2023, huyện Mỏ Cày Nam cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm, đời sống vật chất tinh thần của người nghèo, nhất là bà con nghèo vùng bãi ngang ven biển dần được cải thiện. Toàn tỉnh còn 3,51% hộ nghèo. Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn. Tại hội nghị, đại biểu các sở ngành, các huyện tập trung tham luận, thảo luận các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua, chia sẻ bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tập trung để thực hiện đạt và vượt mục tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam ghi nhận và biểu dương những đóng góp nỗ lực của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh nhà, cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cho Bến Tre trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để đạt được những mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương chính sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, mỗi cán bộ đảng viên phải là người gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động, phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận động người dân tham gia tích cực ngày Chủ nhật nông thôn mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch 5944 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đã được tỉnh phê duyệt, đảm bảo đạt chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, năm 2024, phấn đấu xây dựng hai huyện
đạt chuẩn huyện nông thôn mới và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số còn lại theo nghị quyết đại hội sẽ phấn đấu thực hiện trong năm 2025. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hóa thực hiện phù hợp với thực tế tại địa phương, tập trung kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển các ấp và các tổ chức tham mưu giúp việc đảm bảo hoạt động hiệu quả, trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện tốt công tác tiếp cận, theo dõi, hướng dẫn và trợ giúp kịp thời cho người nghèo phát triển sinh kế, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, các đơn vị chủ động hơn nữa trong huy động nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 67 tập thể cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.